giống như nắm giữ chắc lọng dù, khi bung ra từ trên cao ngó xuống vực sâu không sợ rớt. Cũng vậy, chúng Đại Bồ Tát mặc áo đội mũ kiên cố giữ gìn phương tiện thiện xảo, là chỗ nương tựa thành tựu viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa đệ nhất. Tuy cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhưng không thấy pháp đã chứng, đang chứng, nên biết như vậy là tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Tất cả đều do sự hộ trì của phương tiện thiện xảo nên đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Sự hộ trì phương tiện thiện xảo của Bồ Tát như vậy thường không xa lìa sự học sáu Ba La Mật Đa. Các Bồ Tát này do không xa lìa sự học sáu Ba La Mật Đa, dần dần thân cận trí nhất thiết trí, vượt hơn tất cả thanh văn, độc giác. Vì sao mãn từ tử? Vì các Bồ Tát này tâm chuyên cầu trí nhất thiết trí, như cầu vật quý báu vô giá. Lại nữa, mãn từ tử, ví như có hai người dùng phương tiện lớn đi vào hang núi sâu tìm vật báu vô giá. Hai người kia vào chưa được bao lâu liền thấy hai bên có vàng bạc vân vân, những vật quý ít giá trị, cả hai đều không lấy. Đi lần lần về phía trước lại thấy hai bên có nhiều vật báu nhiều giá trị, một người thấy liền tham lam vác lấy rồi đi về, một người thấy nhưng không lấy lại tiến về phía trước nữa, đến chỗ rất đẹp, được vật báu vô giá, tha hồ đem về, được nhiều lợi ích. Bồ Tát dùng phương tiện lớn cũng vậy, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình, nhập vào Phật Pháp. Tóm được có hai hạng. Một là có Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, tuy nghe các thiện pháp ở thế gian, tâm không tham đắm nhiễm trước, nhưng nghe công đức của nhị thừa, tâm liền thích thú. Do thích thú cho nên siêng năng hộ trì, xa lìa sự cầu trí nhất thiết trí, thối thất tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Giống như người mới thấy vật báu có giá trị ít, tuy không tham đắm, nhưng thấy vật ấy quá nhiều bèn tham lam đắm trước lấy về, nên đánh mất vật báu vô giá. Hai là có Bồ Tát đủ phương tiện thiện xảo mới nghe các thiện pháp ở thế gian, tâm không tham lam đắm trước. Tiếp đến, nghe công đức của nhị thừa cũng không thích thú. Do không thích thú nên không suy nghĩ, do không suy nghĩ liền không tu tập, đã không tu tập còn nhàm chán phương tiện. Vì sao? Vì các Bồ Tát này biết thiện pháp thế gian tội lỗi rất nhiều, hoàn toàn chẳng lợi mình lợi người, chướng ngại cho sự cầu trí nhất thiết trí. Công đức thiện căn của thanh văn độc giác tuy ra khỏi thế gian nhưng chỉ tự lợi, không lợi ích cho tất cả hữu tình, cũng chướng ngại cho sự cầu trí nhất thiết trí, cho nên không thích thú, cũng không suy nghĩ. Đối với thiện căn kia không ưa tu tập, do đó vượt khỏi bậc nhị thừa kia, siêng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dần dần chứng đắc trí nhất thiết trí. Giống như người sau thấy vật báu giá trị ít và giá trị nhiều, đều không tham trước, tiến dần vào trong đến chỗ rất đẹp, lấy được vật báu vô giá, tha hồ đem về, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Như vậy Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, đã không tham đắm nhiễm trước thiện pháp thế gian, đối với pháp nhị thừa cũng không thích thú. Do đây lần lần đến Đại Bồ Đề, tu hơn trăm ngàn hạnh khổ khó hành, cúng dường cúng kính vô lượng Như Lai, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, viên mãn trí nhất thiết, lợi ích an lạc vô lượng hữu tình. Như vật báu